Kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Thắp sáng niềm tin của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian trôi đi, tất cả chúng ta đều thay đổi. Những nhân vật mà chuyên mục Thắp sáng niềm tin đã phát sóng trong nhiều năm qua cũng vậy. Các cháu đã lớn lên và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Gần 10 năm trước, có một cô bé dân tộc Mông, học sinh trường tiểu học Nà Ca, huyện Bảo Lâm, mồ côi cha mẹ khi mới 9 tuổi. Em phải vừa đi học vừa nuôi các em. Gánh vác hai vai thay cha mẹ chăm sóc các em. Những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại, phát sóng trong chuyên mục Thắp sáng niềm tin để vận động sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã làm lay động nhiều trái tim trắc ẩn. Gần 10 năm trôi qua, ba chị em Hoàng Thị Mũ đã lớn hơn, sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Và hiện giờ các cháu ra sao? Quý vị và các bạn sẽ biết trong ít phút nữa. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn xem lại em Hoàng Thị Mũ của gần 10 năm trước. Đã hơn 4 tháng nay, kể từ ngày mẹ mất, cô bé học lớp 3 này không ngày nào đã đi học đúng giờ. Bởi giờ đây, em còn thay mẹ nuôi hai đứa em. Một công việc ngoài sức tưởng tượng, nếu bất cứ ai chứng kiến hình ảnh này. Cũng vài tháng nay, lớp học này có thêm một thành viên mới. Đó là đứa em của Mũ, mới hơn 8 tháng tuổi. Từ khi mẹ mất, ngày mưa cũng như nắng, em đều được chị cõng trên lưng vượt hơn 4 km đèo đến trường học. Và cô giáo cũng kiêm thêm cả việc chăm sóc em cho Mũ học bài. Cô như người mẹ thứ hai của em, đã chia sẻ cùng em những khó khăn mất mát. Những lúc cô bận, Mũ vừa phải trông em vừa chép bài. Ngày hai buổi đi về, đứa em trên lưng chị đang ngon giấc kia chưa đủ lớn để hiểu rằng chị mới lên 8 tuổi đang phải nhọc nhằn thế này đây. Bước chân em ngày càng chững nặng. Với 4 cây số, cõng đứa em trên lưng, nếu như một người lớn có lẽ đã mệt. Đằng này chị nhỏ cõng em bé, chưa kể đến có khi Mũ phải nhịn đói đến lớp học. Sau vài tháng vắng mẹ, cậu em út của Mũ cũng quen dần với những cơn khát sữa. Và Mũ cũng bắt đầu nhớ mỗi lần nấu cơm lại chắt nước cơm cho em uống thay sữa. Quả thực, không gì thay thế nổi tình mẹ. Không có giọt yêu thương nào ấm áp như người mẹ dành cho con. Và không có bầu sữa nào ngọt ngào hơn bầu sữa mẹ. Nhưng những thứ ấy, cả ba chị em cô học trò lớp 3 này đều không có được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là một đoạn trong chuyên mục Thắp sáng niềm tin mà chúng tôi đã phát sóng gần 10 năm trước về hoàn cảnh của ba chị em Hoàng Thị Mũ. Hình ảnh của em cõng em đi học, bế em ở trong lớp học, bón nước cháo cho em đã làm khán giả xúc động. Chia sẻ những khó khăn mất mát của Mũ, ba chị em Hoàng Thị Mũ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cả về vật chất và tinh thần, kịp thời động viên giúp đỡ các em. Còn ngay bây giờ, mời quý khán giả xem những hình ảnh về cuộc sống hiện tại của em. Trung tâm Bảo trợ xã hội, nơi ba chị em Mũ đã được chăm sóc nuôi dưỡng những năm qua. Giờ đây, Mũ đã trưởng thành, em đã học hết trung học phổ thông. Hiện tại, Mũ đang học ngành quản lý văn hóa, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc năm đầu tiên. Tuy nhiên, do vướng dịch COVID-19 nên Mũ chưa thể nhập học mà đang phải học trực tuyến. Thời gian sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, em đã rất cố gắng, kết quả học tập luôn đạt loại khá.
Mũ không may mất cả cha và mẹ, nhưng em đã được cộng đồng giang tay giúp đỡ, được về sống tại ngôi nhà dành cho những đối tượng kém may mắn như em. Những tình cảm đó, sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần đã động viên em luôn phải vươn lên trong học tập. Đã vào tuổi trưởng thành, Mũ đã hiểu về cuộc sống, về những gì em đã trải qua, và em cũng đã cảm nhận được tình yêu thương của cộng đồng, xã hội dành cho em. Khi bố mẹ cháu mất thì lúc đấy cháu có 9 tuổi. Cháu lúc đấy cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Cháu là chị cả thì cháu cũng chỉ biết là chăm các em, cũng không cảm thấy vất vả gì cả. Nhưng mà từ khi có các bác, các cô, có đài truyền hình giúp đỡ cháu, các nhà hảo tâm biết đến cháu nhiều hơn thì đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Thì lúc đấy cháu cảm thấy đỡ vất vả hơn và cũng không khó khăn nhiều. Lúc bố cháu mất xong thì bọn cháu đưa ra đây, ra trung tâm ở. Thì ở đây thì bọn cháu ăn học và coi nhau như một gia đình. Vâng, cô học trò của gần 10 năm trước, đang là học sinh lớp 3, đã rất nghị lực, vừa đi học vừa chăm sóc hai em, quả là đầy nghị lực. Còn đối với Mũ thật đơn giản, nhưng với bất cứ ai không trong điều kiện hoàn cảnh của Mũ đều cảm thấy thương cảm cho số phận không may mắn của em. Về trung tâm bảo trợ xã hội sống, ngôi nhà chung của những số phận không may mắn, Mũ đã quen với cuộc sống nơi đây. Em hòa đồng với các bạn, gắn bó như những người ruột thịt. Thời gian trôi đi, những vết thương mất mát sẽ dần nguôi ngoai. Cuộc sống của Mũ như được bắt đầu ở nơi đây, bắt đầu bởi tình thương và sự sẻ chia. Cháu muốn cố gắng học hết được đại học và sau này có thể tìm được một công việc làm tốt. Ba chị em có thể bảo ban và đùm bọc lẫn nhau để sau này có cuộc sống nó tốt hơn. Trong những thời gian cháu ở trung tâm bảo trợ thì ở đây các cô, các chú coi bọn cháu như là con trong gia đình hết. Bọn cháu ở đây cũng luôn yêu thương nhau, coi nơi đây là một mái nhà chung của mình, là ngôi nhà thứ hai. Cháu cũng muốn cảm ơn các cô trong trung tâm đã bảo ban và chăm sóc bọn cháu. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ba chị em bọn cháu rất là nhiều. Hai em của Mũ, em Hoàng Văn Dũng đang học lớp 11, Hoàng Văn Bình. Bình chính là cậu bé đã được chị điệu trên lưng đi học của gần 10 năm về trước, hiện đang học lớp 5. Ba chị em luôn quấn quýt bên nhau, Mũ vẫn luôn là vai trò quan trọng đối với em, thường xuyên nhắc nhở hai em trong việc học tập. Gần 10 năm trôi đi, chuyên mục Thắp Sáng Niềm Tin của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng đã thực hiện hàng trăm chương trình, có hàng trăm nhân vật được giúp đỡ bằng tình yêu thương của các nhà hảo tâm, của xã hội. Nhiều bệnh nhân nghèo được cứu sống, nhiều học sinh, sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn và nhiều trẻ mồ côi sau khi chương trình phát sóng đã được đưa vào trung tâm bảo trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng. Và trong số hàng trăm nhân vật ấy, có ba chị em của Hoàng Thị Mũ. Chúng tôi, những người thực hiện chuyên mục, thật vui bởi nhân vật của mình đã lớn lên và có cuộc sống tốt hơn. Sự biết ơn của Hoàng Thị Mũ đến những người đã giúp đỡ em, như em đã tâm sự, đó cũng do một phần thành công của môi trường nuôi dưỡng, giáo dục em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Ba chị em Mũ, Dũng, Bình lớn lên trong vòng tay thương yêu của xã hội. Mũ đã bước vào đại học năm thứ nhất,
nhưng hình ảnh cô bé 9 tuổi cõng em leo núi đến lớp học thì khán giả vẫn luôn nhớ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện buồn nhưng đã có cái kết đẹp. Sự đẹp đẽ ấy cũng nhờ lòng trắc ẩn của rất nhiều người đã yêu thương đùm bọc những mảnh đời bất hạnh như ba chị em Hoàng Thị Mũ. Chúng tôi mong rằng hàng trăm nhân vật của chương trình đã phát sóng cũng có cuộc sống và tương lai tốt đẹp, không chỉ bằng sự giúp đỡ của xã hội mà bằng chính nghị lực của họ. Chuyên mục Thắp sáng niềm tin tuần này của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành cùng chúng tôi. Quê hương trong những ngày gian khổ, cuộc sống phiêu diêu với bao cơn, đâu đây có những giọt nước mắt chờ mong những vòng tay.